Trong các ngày cuối tuần từ 29 tháng 6 đến 1 tháng 7, khi mua sắm tại khu tự chọn với hóa đơn từ 400.000 đồng trở lên, quý khán giả sẽ được mua một sản phẩm siêu ưu đãi như nồi inox bếp từ Tít Hà Phát có giá 359.000 đồng, nay chỉ còn 179.000 đồng một cái. Lò nướng điện Comet cũng sẽ được bán với giá chỉ 299.000 đồng một cái. Bên cạnh những đồ dùng nhà bếp thì bộ lau nhà 360 độ giảm giá đến 39% cũng sẽ là sự lựa chọn thích hợp giúp quý khán giả có thể làm sạch ngôi nhà trong thời tiết mưa dông như hiện nay. Ngoài ra, còn rất nhiều các mặt hàng thời trang cũng được bán với giá siêu ưu đãi như áo thun, áo khoác hay dép kẹp năng động.